Kính thưa toàn thể quý vị và kính thưa cô Bảy cùng BB và chị Nguyệt Ánh và toàn thể Tăng Quyến. Chúng tôi xin được đại diện Hội Cựu Nữ sinh Trương Vương miền Nam Cali xin được chia sẻ và rất đau buồn được khi được biết Việt Dũng đã bỏ tất cả chúng ta và ra đi. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng tinh thần những điều Việt Dũng đã làm vẫn là một cái gương sáng cho toàn thể các người Việt hải ngoại và rất là một cái gương tốt cho tất cả thế hệ trẻ Việt Nam mai sau. Và ước mong Việt Dũng sẽ đi với lòng, trong lòng vẫn với